AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Về trận đấu hôm nay thì cũng coi là quá thỏa mãn với em vì toàn đội đã chơi trận đấu rất là hay và tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên đề ra, thì em nghĩ đấy là những điều mà các cầu thủ đã làm được trong trận đấu ngày hôm nay. Về trận đấu thì em nghĩ là một thì cả đội đã tiếp xúc trận đấu với cách chậm rãi và đã có một bàn thắng rất là sớm để mà củng cố tinh thần toàn đội. Và hiệp 2 thì đội đã chơi cùng nhau quyết tâm cố gắng để mà sao để giữ thành quả của trận đấu để mà có thể đi đến chiến thắng. Thì với người đội trưởng thì em nghĩ là đã là hô hào các bạn di chuyển, hô hào động viên nhau tinh thần để sốc họ tinh thần tốt nhất hoặc bạn luôn luôn trong trạng thái chiến đấu. Về đối thủ Úc thì em thấy Úc là một đội khá là mạnh ở khu vực châu Á, thì tất nhiên là sẽ rất là khó chơi, nhưng đội em đã tìm ra điểm yếu và cũng như là giải pháp để mà để ngăn chặn đội Úc, thì em nghĩ là mọi người đã làm rất tốt. Còn về cơ hội đi tiếp đội tuyển Việt Nam thì là em nghĩ là trận đấu tiên đội thắng sẽ rất có nhiều lợi thế, nhưng trước mắt em còn rất là hai trận đấu rất khó khăn, thì em cứ cần phải giải quyết từng trận đấu một để mà có thể đi tiếp. Em cũng khá là bất ngờ khi mà hôm nay có rất là nhiều cổ động viên của ở Uzbekistan đến cổ vũ cho đội Việt Nam, và cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Đó cũng là một nguồn động lực để mà bọn em có thể chiến đấu mạnh mẽ và có tinh thần tốt nhất. Và cùng với đó là có những cổ động viên Việt Nam, thì em muốn gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên Việt Nam cũng như là các cổ động viên ở Uzbekistan để lời cảm ơn chân thành nhất. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.